Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì những hình ảnh về hành phi không được sản xuất từ hành mà từ khoai tây đã hỏng và đã mọc mầm với quy trình không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của làng nghề sản xuất hành phi có tiếng ở Hà Nội khiến người tiêu dùng rùng mình. Quy trình sản xuất hành khô mất vệ sinh với nguyên liệu chính là khoai tây hỏng được rửa qua loa và để nguyên vỏ. Dù đã được hướng dẫn về quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng chính đơn vị hướng dẫn là Phòng Y tế huyện Gia Lâm cũng cho rằng việc sản xuất như thế này là không đảm bảo. Bà Đặng Thị Miên, Phó trưởng phòng y tế huyện Gia Lâm, Hà Nội thừa nhận. Các loại cũ như thế này là phải loại bỏ đi, chứ củ khoai tây bị hỏng như vậy thì không đủ điều kiện. Nếu khoai tây chưa gọt vỏ thì có rửa đi chăng nữa cũng chưa thể đảm bảo được. Còn những loại khoai đã mọc mầm thì theo quy định là không được đưa vào sử dụng. Quy trình này chứ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ thế các loại bột phụ da mở bẩn được sử dụng trong quá trình sản xuất hành phi cũng không rõ xuất xứ chất lượng nguyên liệu chứng đoàn tiến hành kiểm tra và phát hiện công ty quốc ái đưa tạp chất vào tôm